Chuyển sang cảnh báo thời tiết, chiều nay nhiều nơi ở Trung Bộ trời nắng nóng, nhiệt cao, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Dự báo chiều nay, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Người dân nên hạn chế ở lâu ngoài trời từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều để tránh say nắng, say nóng. Với những công việc phải hoạt động nhiều bên ngoài thì cần có các biện pháp chống nóng như mặc đồ nhẹ, rộng, chất liệu cốt tông để thấm hút mồ hôi tốt, đội mũ rộng vành, sử dụng áo dài tay che chắn và đeo kính râm để bảo vệ mắt.